Thưa quý vị, dù chưa vào mùa cao điểm tuyển dụng, nhưng các công ty, nhất là doanh nghiệp FDI đang tìm nhiều cách để tuyển nhân sự mới. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin, có công ty còn lên sóng livestream tuyển người sôi động không khác gì các shop bán hàng trực tuyến. Hình thức mới này được nhiều lao động trẻ hưởng ứng vì cho rằng nhanh chóng, tiện lợi. Mời quý vị cùng tìm hiểu về cách tuyển dụng mới mẻ này, quý vị nhé! Trong căn phòng chừng 20m² tại khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, các bạn trẻ ở phòng nhân sự đang tất bật kiểm tra đèn chiếu, máy thu âm, máy tính, đường truyền Internet trước khi lên livestream. Khoảng 19h30, phiên livestream bắt đầu. Chưa tới 10 phút, không khí livestream dần nóng hơn, lượt thả tim và mắt xem tăng lên. Mình có 2 tuần của mình học bên đấy, thì cho đấy các bạn sẽ có những cái giáo trình đào tạo rất là bài bản của bên tập đoàn. Vì các bạn sẽ giữ chi tiết từ cái việc mà mình cách sử dụng thiết bị ở trong phòng này, từ máy ảnh đến máy ghi âm hay là máy quay mà thiết bị mình sử dụng, rồi mình làm video thế nào và cách để mình edit video. Thứ hai là về cái lên hình của mình, thì mình sẽ từ cái chuẩn bị cái nội dung kịch bản ra sao, và mình sẽ chuẩn bị những cái chủ đề mình sẽ chia sẻ gì, và có chuẩn bị những cái câu hỏi cần phải trả lời, những câu hỏi mình đã chuẩn bị trước. Trong một clip với hàng chục ngàn lượt xem trên TikTok, anh Mạnh bắt trend câu nói, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của một người nổi tiếng trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. Sau đó anh mới chia sẻ về hồ sơ ứng tuyển. Cuối clip, anh không quên nhắc TikToker nhấn theo dõi kênh một cách chuyên nghiệp và duyên dáng. Chỉ trong quý 1 năm 2024, công ty này dự kiến cần tới 1.000 đến 2.000 nhân sự mới do đơn hàng ổn định có xu hướng tăng. Do đó, công ty thành lập tổ phụ trách livestream, đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội, trong đó có TikTok. Về lâu dài, công ty sẽ áp dụng AI để trả lời câu hỏi trực tiếp của người xem. Ở Việt Nam, nhu cầu thanh niên, giới trẻ xem TikTok rất nhiều, và đây là nguồn để tiếp cận thông tin, trong đó có tuyển dụng. Thứ hai, các kênh TikTok tuyển dụng bên Trung Quốc rất là phổ biến. Hiệu quả rất cao. Trong quá trình livestream, các bạn dẫn chương trình sẽ tương tác với ứng viên, giải đáp câu hỏi, thắc mắc, thông tin tuyển dụng tổng hợp cập nhật, chính xác nhất. Dù chỉ mới triển khai cách tuyển dụng này trong vòng hơn một tháng qua, nhưng theo thăm dò trong giới lao động trẻ thì họ rất thích thú và ủng hộ cách làm này bởi sự tiện dụng, nhanh chóng, không cần tốn chi phí đi lại. Bản thân em thì là em đang theo nhiếp ảnh. Thì em mong muốn các nhà tuyển dụng có thể trả lời, giải đáp cho em được mức lương và vị trí công việc mình làm. Và em có thể thuận tiện về việc phỏng vấn qua livestream thì em không phải đi lại. Em mong muốn là những cái mô hình livestream thì phổ biến rộng khắp ở các công ty, bởi vì nó rất là thuận tiện và mình có thể trao đổi câu hỏi, trả lời trực tiếp luôn ở trên đấy. Và ngoài ra thì mình cũng có thể là yêu hỏi họ về công việc, về mức lương, hoặc là cái đảm bảo công việc của mình như thế nào, mà mình không cần phải quá chuẩn bị quá nhiều thời gian hoặc là quần áo kỹ càng đó. Để có thể kết nối trực tuyến và tiếp cận người lao động trên nền tảng mạng xã hội, đòi hỏi các công ty phải trang bị máy móc và nhân sự phục vụ cho các buổi lên sóng hấp dẫn và hiệu quả. Hiện tại cách làm này vẫn còn khá mới mẻ với các doanh nghiệp trong nước. Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, người lao động, đặc biệt là lực lượng trẻ, mong muốn sẽ có thêm nhiều đơn vị mạnh dạn ứng dụng mô hình này, qua đó tăng thêm cơ hội nghề nghiệp cho lao động ở các địa phương.